Chương trình tại hội viên Thánh Ngọc một lần nữa xin được kính chào tất cả quý vị quan khách. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, ngày cưới là ngày lưu dấu lại một cột mốc lớn trong cuộc đời người của mỗi con người chúng ta, và có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực phấn đấu vươn lên cho tình yêu của mình, Thùy Trang và Vũ Hoàng còn được sự vun vén tác hợp của đôi bên gia đình. Chính vì thế mà sân khấu tình yêu ngày hôm nay không thể thiếu được sự có mặt của các bậc song tân phụ mẫu của cô dâu và chú rể. Giờ phút này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía họ nhà gái, trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Ba và bà Trần Kim Lộc là song tân phụ mẫu của cô dâu Thùy Trang. Và về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thư sinh và thư mẫu của chú rể Vũ Hoàng, ông Nguyễn Văn Hồ và bà Vũ Thị Đồng Hương. Và một lần nữa xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng về cuối các phòng và vang lên những tràng pháo tay từ công nghiệp để cùng chào đón hai họ tiến về sân khấu tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà gái, trân trọng kính mời ông Phạm Đồng Hưng cùng tiến về lễ đài tình yêu. Quý vị thân mến, sân khấu của chúng ta chỉ thật sự mang đến nghĩa hơn và trọn vẹn hơn.
khi có sự chứng kiến của các bậc song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể, cùng các vị đại diện của hai thành đồng, vì họ chính là những người đi trước, những người đã vun đắp cho tình yêu của Thùy Trang và Vũ Hoàng có được hạnh phúc trọn vẹn. Hai họ ăn miếng trầu vàng, hai họ chứng kiến quyền nặng với anh, hai họ ăn miếng trầu xanh, hai họ chứng kiến tình anh với nàng. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, trong tiệc cưới ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy rằng rất đông những khách đã đến đây tham dự tiệc cưới, và đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc thật lớn lao đến với hai gia đình của chúng tôi. Mỗi một vị khách là một viên gạch hồng yêu thương để Thùy Trang và Vũ Hoài cùng đốt nhạc lại, xây nên lâu đài tình đáy cho chính mình. Giờ đây, để cảm ơn tất cả những tình cảm yêu thương đó, về phía gia tộc và nhà gái cũng sẽ có đôi lời gửi đến với tất cả quý vị quan khách. Trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Thư, đại diện cho gia tộc và nhà gái, có đôi lời phát biểu. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa thân phận quý thuộc, anh em bạn bè của gia đình đàn gái, đàn trai, cũng như bạn bè của hai cháu Thùy Trang, Vũ Hoàng, chúng tôi thay mặt của gia đình rất là xúc động ngày hôm nay các anh chị, cô chú và các bạn đã dành một chút thời giờ đến chung vui trong ngày vui của hai cháu Thùy Trang và Vũ Hoàng. Nhiều vị ở rất là xa, từ Phú Quốc, Côn Đảo và từ Quảng Ngãi, vân vân, rất là nhiều nơi xa xôi của quý vị cũng đã về đây, đã mang một tình cảm rất là dạt dào đối với cái ngày vui của hai cháu. Thay mặt cho hai họ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và mong rằng trên đường đời quý vị sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ hai cháu để xây dựng hạnh phúc và trong công việc làm ăn. Cuối cùng, xin thay mặt gia đình chúc quý vị dồi dào sức khỏe và chúc buổi trưa ngon miệng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu rất chân tình và đầy đủ ý nghĩa của vị đại diện và nhà gái rất nhiều. Giờ đây thì xin mời chú Phạm Hồng Hưng trở về bàn tiệc danh dự dành cho vị đại diện ở bên dưới để cùng tiếp tục cuộc vui với tất cả quý vị quan khách. Cô dâu Thùy Trang và chú rể Vũ Hoàng thân mến, tình yêu luôn bắt đầu từ sự ngọt ngào, và chị bên cưới ngày hôm nay sẽ bắt đầu cho một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Giây phút này xin kính mời đội tuần anh và đội tuần sẽ cùng tiến lên tháp bánh, tay trong tay cùng nhau chi ngọt sẽ bồi trong cuộc sống hạnh phúc vợ chồng. Bánh cưới được kết tinh từ nhiều chi ngọt sẽ bồi trong cuộc sống của Thùy Trang và Vũ Hoàng. Chính vì thế mà ngay từ ngày xưa thì ông bà ta đã có câu dạy rằng thần vợ thần chồng, đặc biệt đông cùng cả. Trong cuộc sống vợ chồng ngày hôm nay, đặc biệt là những đôi vợ chồng son, hãy biết thông cảm, chia sẻ cho nhau trong mọi công việc khó khăn, thì gia đình ấy sẽ mãi một màu hồng hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, đoàn khách thân mến, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tiếp một hình ảnh thật ý nghĩa và đẹp trong ngày hôm nay. Tay trong tay, cô dâu Thùy Trang và chú rể Vũ Hoàng đang rút ra những giọt rượu sống xanh, hòa quyện vào sắc màu của pha lê, như chia cho nhau những đề ngọt vị đắng của men rượu. Với những niềm tin, may mắn và thành công trên chặng đường hạnh phúc và đi tìm thành công cho cuộc sống hạnh phúc vợ chồng. Tháp pha lê tinh khiết như cuộc đời của Thùy Trang và Vũ Hoàng. Màu đỏ của sâm banh chính là màu tình yêu của họ dành tặng cho nhau. Và dòng rượu sâm banh lóng lánh đang tuôn trào trên tháp ly là một mối tình thật đẹp của Thùy Trang và Vũ Hoàng. Những ngày tháng quen biết nhau, rồi những trận hờn vu vơ, giờ đây đã khép lại để Thùy Trang cùng nắm tay Vũ Hoàng đi trên một con đường mới, một con đường ngập tràn hạnh phúc. Vườn trầu tháng tư nhà ai xanh ngát, nhưng mời gọi ai được đến trầu thơm. Mùa tháng tư, mùa có hạnh phúc, mùa tháng tư, mùa cổ lương duyên. Vâng, kính thưa quý vị quan khách thân mến, và có được hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực phấn đấu vươn lên cho tình yêu của mình, Thùy Trang và Vũ Hoàng còn được sự vun vén tác hợp của đôi bên gia đình. Vì thế, những ly rượu hồng đầu tiên ngày hôm nay, hai bạn hãy cùng dâng lên song thân phụ mẫu, dâng lên để tỏ lòng hiếu kính biết ơn.
chúng con xin kính mời cha, mẹ hãy đón nhận tấm lòng của con dâng lên, như đón nhận tấm lòng đền ơn đáp nghĩa. Và kể từ ngày hôm nay, chúng con sẽ nói với nhau rằng yêu thương nhau, sống với nhau đến mãi đời trọn kiếp. Cha là bóng cả giữa đời, cha là điểm tựa bên đời của con. Mẹ đưa cả tấm thương gầy chở che con được có ngày hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay niềm vui đã đông đầy, hạnh phúc đã trọn vẹn. Gia tộc và nhà gái có một chàng rể hiền, hồi nhà trai có một cô dâu thảo. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị quan khách hãy rót thật đầy, nâng thật cao và chuẩn bị uống tất cả theo đến bàn của chúng tôi, được không quý vị? Mời các bạn sau khi bộ chúng ta tiến lại gần nhau, cùng chạm góc để đánh dấu tình thông gia giữa hai họ. Xin mời tất cả quý vị quan khách cùng nâng lên chúc mừng. 1, 2, 3. Hôm nay xuân hợp chúc mây, tình cho một khách nhân nghĩa dài trăm năm. Xin chúc cho mối tình thông gia giữa hai họ Nguyễn được bền chặt mãi mãi, và cùng chung tay vun đắp cho tình yêu của Thuyền Trang và Vũ Hoàng được trọn vẹn trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi giờ đây xin mời các bậc song tu phụ mẫu cùng trở về các bàn tiệc để đón nhận những niềm vui tiếp theo từ phía quý vị quan khách gần đến. Xin trân trọng kính mời. Và giờ phút này xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng trải qua nghi thức thật tiên liên trong ngày vui hôm nay. Từ chung tay cô dâu Thuyền Trang và chú rể Vũ Hoàng sẽ cùng uống cạn ly rượu giao thề như lời thề hứa hẹn sắt son từ đây đến mãi muôn đời. Chén rượu quấn lấy thân câu, chúc cho Thuyền Trang và Vũ Hoàng yêu nhau trọn đời. Vâng, kính thưa quý vị quan khách thân mến, dẫu biết rằng con đường phía trước của Thuyền Trang và Vũ Hoàng còn có rất nhiều trông gai và thử thách, nhưng chúng ta hãy tin tưởng rằng Thuyền Trang và Vũ Hoàng họ sẽ vững tay trèo, lèo lái con thuyền tình yêu của mình đi hết quãng thời gian còn lại. Một lần nữa chúng tôi cùng với tất cả quý vị quan khách xin chúc cho cô dâu và chú rể trong năm tình viên mãn, ban đầu nghĩa phương hẹn. Giờ đây thì cô dâu và chú rể có thể trở về các bàn tiệc để đón nhận những lời chúc mừng từ phía bạn bè và những lời chúc phúc từ phía quý vị quan khách gửi đến cho hai bạn. Xin trân trọng kính mời.